Cái này bình thường ở nhà anh cạy hoặc là anh cạy á, là lấy cái cây cạy xong rồi chim dẻ vô, nó sẽ không bị chày hoặc là nó hạn chế nhiều nhất có thể bị chày. Ok, hello anh em ha. Thì hôm nay là mình sẽ đi qua quận 7. Hôm nay mình sẽ đi đường Võ Chí Công xong rồi vô Nguyễn Văn Linh. Thì dạo này ở bển thì nhiều anh em nói là hay bị lủng bánh xe. Thì hôm nay là mình hy vọng là chiếc xe mình sẽ không bị lủng bánh. Tại vì hiện tại là mình đang đi lớp nhỏ niền nhôm. Thì hy vọng là xe mình sẽ không bị lủng bánh. Yeah. Tại là xe đang bị bể bánh ở đường Nguyễn Văn Linh. Bây giờ đẩy bộ thôi chứ biết sao giờ. Đâu? Đâu? Rồi xong luôn. Má. Ê mày gỡ là được không? Má, ăn nguyên cái đinh dài luôn á. Má, nãy không biết chạy thấy đảo đảo là nghi lắm rồi. Bấm ra bấm ra. Xui đúng xui luôn á. Đằng trước đâu bị, đằng sau bị, nãy chạy đảo đảo đâu có nghĩ là bể bánh đâu. Vừa đậu lại cái bể bánh luôn á. Giờ đi giá thôi chứ xui với hên vậy đây. Nè cho mày nè. Đem dục ở đâu để người ta dậm người ta bể tiếp. Hả? Ok, bây giờ đi lại để kiếm mấy cái chỗ giá anh em ơi. Nói chung là đi bánh căm thì mình ngại nhất là cái việc bị bể bánh xe. Mình nại ra nại vô thì nó hay bị chày cái vành đó. Giờ phải chịu thôi chứ sao giờ. Đi lại đây kiếm chỗ giá. Ủa? Mày cũng đẩy bộ luôn hả? Không á. Xe người ta bị bể bánh người ta đi bộ mà xe nó không bị gì hết, nó cũng đi bộ luôn. Bó tay chứ. Bình thường mà mình đi mấy xe vỏ không ruột thì cái đinh đó mình vẫn chạy được nha anh em. Nó xì ít lắm. Còn mình đi lớp có ruột á, bể một cái là nó xẹp luôn, xẹp lép luôn, không có chạy được. Bình thường xe mình mà ra ngoài tiệm ngoài giá xe hoặc làm gì á, mình thường nói trước với mấy anh thợ là cố gắng hạn chế đừng cho nó chày. Thì bây giờ mình sẽ nói với ông này. Đâu? Chặt nước vậy? Vô đây nè. Đây chặt quá. Ở đây chặt quá. Anh ơi, cái này em đi cái niền nhôm á cho nên mình nhẹ tay xíu đừng để nó chạy được. 298 frozen patties later. Đang bực á, đừng có chọc. Ok anh em, mình vừa đi làm chày cái niền mình xong. Nói chung là cũng tùy người thôi, người ta kỹ tính thì người ta giúp mình đỡ bị chày, còn người nào mà không kỹ tính hoặc là người ta làm một cách bình thường á thì chắc chắn là cái niền nhôm nó sẽ chày. Thì cái niền mình bây giờ đã bị chày rồi nha anh em. Chày rất là đau đớn luôn. Rất là đau đớn luôn anh em. Không biết là anh em có anh em nào bị giống mình không, nhưng mà mình kiểu như là mình không có nghĩ là nó chày nhiều vậy luôn á. Má đau quá mấy ba ơi. Để tôi lại đây cho mấy ba coi nè. Ok, để mình quay cho anh em xem cái niền của mình ha. Má nó chày đau đớn luôn. Xích ra xích ra. Nói chung là trước khi làm á thì mình có dặn ổng là nhẹ
tay, đi niềng nhôm, cẩn thận ở chừng chày. Nhưng mà mình thấy là không có lót gì hết, làm chày lum hết. Chày 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7. Rớt nước mắt luôn anh em. Mình cưng cặp niềng mà bây giờ nó bị chày rớt nước mắt luôn. Nói chung là ban đầu là mình hạn chế mình vô mấy cái tiệm lề đường, nhưng mà đó là một sai lầm của mình. Tại vì tiệm lề đường á, đôi lúc người ta chiều khách hơn là những cái tiệm, những cái tiệm như vậy. Nè, chắc là tùy người thợ nên em chứ không có thể nói người ta được. Người ta làm cách bình thường thì nó trở nên chày. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu mà anh em đi niền nhôm á, thì nó sẽ vẫn xấu thôi. Niền nhôm, niền đen, niền màu gì cũng vậy. Mình không có lót cái cây cại hoặc là mình làm cỡ nào nó cũng bị chạy thôi. Nhiều 7 dấu. 7 dấu. Nói chung là cái cại nằm chỗ nào là chạy chỗ đó. Thiệt anh em mà đi cái cặp niền SL này á, mỗi cặp này anh em kiếm cực khổ mà nó bị chày đau đớn lắm kìa. Không có hiểu được cảm giác của mình lúc này đâu. Hồi nãy vô là anh ngồi xuống nói vậy nè, em đi niềng nhôm á, anh làm ơn anh làm cho nó đỡ chày, đừng chày. Không có trả lời câu hỏi của mình luôn, câu nói của mình luôn. Là thấy nghi rồi. Nhưng mà mỗi lần anh đưa ai làm xe tin tưởng lắm kìa. Mình không có nghĩ người ta làm nó chày nhiều gì đâu. Uống quá. Má chày sâu lắm luôn á. Uống quá. Hết đẹp rồi, hết đẹp trai rồi. Tiền mất tật mang. Đúng với câu tiền mất tật mang luôn. Cho nên bây giờ mình có lời khuyên cho anh em nào mà đi niềng nhôm, nếu mà bị bể bánh á thì mình nên tìm một cái tiệm nào đó chắc cú nha. Tìm một tiệm nào đó chắc cú, kêu người ta làm cái cách nào đó mà nó đừng có bị chày cái kiểu này. Thôi đi. Quá đau đớn luôn anh em ơi. Xót xe quá. Cái này bình thường ở nhà anh cại hoặc là anh cại á, là lấy cái cây cại xong mà chim dẻ vô, nó sẽ không bị chày hoặc là nó hạn chế nhiều nhất có thể bị chày. Còn cái này nguyên cây nại sắt mà mình để vô mình nại một cái mà niềng nhôm nó chịu đâu nổi. Muốn gì là cái lớp xi màu vàng. Cái này là ăn vô thịt luôn á. Cái này nói chung là anh em nào mà làm nghề á, anh em nào mà làm cái nghề sửa xe á, mà mình gặp những cái chiếc xe mà anh em độ á thì anh em phải hiểu và mình làm cho nó kỹ càng một xíu. Dù mình lấy 50.000, 60.000 tiền giá mình cũng không có tiếc, nhưng mà nó chạy đồ á, nó rất là đau đớn anh em. Cho nên anh em nào mà làm nghề á thì sau này nhớ làm có tâm. Sau cái clip này mình hy vọng anh em nào mà làm nghề sửa xe thì có thể làm tận tâm nhất. Thứ nhất là mình phải làm cho cái người khách đó, người ta bỏ xe cho mình làm, người ta cảm thấy vui. Và sau này biết đâu người ta quay lại, người ta ủng hộ nữa. Rồi anh em nào mà đi cái niềng nhôm đó nha, thì chú ý là mình nếu mà bể bánh xe thì mình có thể kiếm những cái chỗ nào mà nó ok rồi mình nói kỹ, mình dặn kỹ với người ta. Người ta tỏ cái thái độ khó chịu thì mình đẩy xe ra mình không làm, chứ bỏ vô là chày liền. Nhất là cái niềng nhôm, chày thì chắc chắn là phải chày, nhưng mà nếu mà người thợ họ kỹ, họ có lót đồ vô thì chắc chắn là cái niềng anh em sẽ rất là đẹp và nó không bị chày. Cái niềng mình mua 1 triệu mấy mình lên xe, nó gần 2 triệu bạc. Cái thời điểm mình mua cái cặp niềng này là hết hàng nữa. Thì bị chày như vậy là coi như là nó mất giá trị luôn rồi. Bây giờ cặp niềng này mà tháo ra bán thì cũng không ai mua nữa. Thường là mấy cái niềng về là anh em chơi xe kiển á. Anh em nào mà chơi xe kiển anh em chơi. Nhưng mà cái niềng bị chạy thì anh em chơi xe kiển mua làm gì nữa, đúng không? Đó. Thì cái ý mình là vậy. Ok thôi, bye bye anh em. Chắc là bắt là do thay đổi lỗi cấu mọi người. Anh tôi để mình dựng xe xuống đây không, mình cũng bị hỏi giấy tờ luôn bây giờ.
chung là tất cả mọi thứ ông đầy đủ thôi, do là ông thay đổi kết cấu nè. Hôm nay đúng ghê luôn á, nãy ông bảo là hôm nay mà bị giao thông thổi là xui hết tận mạng luôn. Vừa nói xong đi lên trên này anh em không bị thổi, đi ngược chiều lại công an không thổi. Vậy mà đi dòng từ đây này xuống là bị thổi. Tức, anh em tức thôi luôn.